Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ án Hồ Duy Hải và trò chơi công đường, sự sắp xếp tàn nhẫn, bài viết của Facebooker Võ Tòng. Vào buổi sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, anh Phùng Phụng Hiếu, nhân viên bưu điện huyện Thủ Thừa, đến bưu điện Cầu Voi thuộc ấp 5 xã Nhị Thành để đưa thư báo. Nhận thấy cửa vẫn đóng im lìm, nghi có chuyện bất thường, anh Hiếu trèo qua hàng rào đi vào từ phía sau. Khi mở cánh cửa, anh Hiếu phát hiện sự thật hãi hùng, hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân đã chết. Hai thi thể nằm trên vũng máu gần chân cầu thang của tòa nhà. Trên cơ sở tin báo về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi theo chức năng của họ nhằm phục vụ cho việc truy tìm hung thủ sát hại hai cô gái xấu số này. Hiện trường vụ án nằm trong tòa nhà một trệt một lầu tọa lạc trên phần đất có hàng rào phía dưới xây gạch, phía trên gắn song sắt nhọn bao bọc xung quanh. Cửa chính quay về hướng đông, giáp quốc lộ 1A. Nhìn từ trong ra phía bên trái hướng bắc, giáp đường hẻm đi vào trường tiểu học Bình Bắc. Phía bên phải hướng nam giáp đất trống. Kết cấu phần tầng trệt của tòa nhà có 3 khu vực. Phía trước là khu vực kinh doanh ngang 8,2m, dài 5,2m, kế đến là một vách ngăn bằng cửa nhôm 2,4m x 2,4m. Đi vào phía trong, khu vực này được thiết kế làm nơi tiếp khách, phòng ngủ, tổng điện. Tổng diện tích khu này là 4,6m x với 5,6m. Phía trong nữa là khu vực bếp và cầu thang. Hông bên trái tòa nhà có cửa thông ra khu vệ sinh, phòng chứa máy phát điện, bồn nước và sân trống phía bên ngoài. Theo biên bản khám nghiệm hiện trường lúc 8 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm 2008 ghi nhận được, cửa chính tòa nhà có 2 lớp, cửa ngoài là một lớp cửa quấn trong tình trạng khép không khóa, cửa lùa ở trong không khóa. Từ ngoài vào, khu vực phòng kinh doanh là quầy giao dịch ở giữa, bàn làm việc, bàn để nước uống, vật dụng bên phải, 3 buồng điện thoại bên trái, kế đến là kệ sách, đồ đạc trong khu vực này còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xê dịch. Giữa khu vực kinh doanh và khu vực phía trong có cửa đi xuống luôn mở ra phía trước, gần đó có một xe máy. Cánh cửa 0,7cm có vài sợi tóc rơi xuống nền nhà. Tại khu vực phía trong bên trái có kê bộ salon gồm một cái bàn gỗ mặt kính, kích thước 1 x 0,5 x 0,5m. Trên bàn có 2 bịch trái cây, 1 ly thủy tinh, 1 cuốn báo đất mũi cuối tuần số 363 ngày 13 tháng 9 năm 2007. Trên mặt bàn và dưới đất có nhiều mảnh mút xốp đã được cắt vụn. Dưới gầm bàn có đôi dép nữ cũ. Quanh khu bàn có kê một ghế salon nệm mút màu xanh 1,75m x với 0,75m x với 0,4m. Quay ra phía trước, trên ghế có cuốn báo đất mũi cuối tuần số 367 ngày 11 tháng 10 năm 2007 và một con gấu bông. Bên trái sát tường, theo thứ tự từ cửa giữa vào có kê một két sắt đã cũ không còn sử dụng. Hai chiếc ghế nệm mút, một két sắt điện hiệu Hòa Phát, ký hiệu 0 và có chiều rộng là 0,4 x với 0,42 x với 0,6m. Còn chùm chìa khóa đang ghim trên ổ khóa cánh tủ. Các đồ đạc trong tủ không xáo trộn. Về hướng cầu thang có một đôi dép nữ. Phía trong sau ghế salon dài có 3 cái tủ dàn hàng ngang tạo thành vách ngăn buồng ngủ phía trong. Các tủ này không có dấu hiệu bị cậy, đồ đạc còn nguyên vẹn. Cửa vào buồng ngủ rộng 0,55m được ngăn bởi một cái tủ có gắn một kính. Trên kính có dấu vân tay cách mặt đất 0,67m. Trong buồng ngủ có kê một giường gỗ xếp, bên trên trải nệm mút, da trải giường có dấu hiệu nhăn nhúm không phẳng, có một số gối mền, bên ngoài lối vào buồng có một giọt máu. Vào phía trong khu vực phòng khách có cửa ngăn 2,2 x với 0,48m. Đi xuống khu vực bếp và lối cầu thang lên lầu, chứa máy móc, thiết bị, khung cửa sắt lên lầu vẫn còn trong tình trạng khóa, không có dấu vết cậy. Khu vực này có kích thước 4,45m x với 2,1m,
Tại đây có xác hai nạn nhân, chị Hồng nằm ngửa, quay đầu về phía tây bắc, mặc đồ thun bộ màu hồng nhạt, áo ngắn tay bị quấn lên lộ áo ngực và hai đầu vú. Hai tay co lên vai, chân phải co, chân trái dạng ra. Trên phía đầu có một bộ phận chụp tròn bếp dầu, một cái thớt gỗ không phải chạm vào bếp dầu, đùi gần sát bàn bếp. Chị Vân nằm ngửa, người mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần dài màu xám, đầu quay về hướng nam, hai chân duỗi về hướng bắc. Đầu nằm lên đùi trái của chị Hồng, chân trái gác lên chiếc ghế inox hiệu Hòa Phát mã số HPN2447052, nệm mút màu xanh 0,73 nhân với 0,37 m. Trên nệm ghế có vệt máu và dấu dép dính cơm khô. Chân phải hơi co, bàn chân gần sát trụ tay cầm cầu thang. Khu vực hai nạn nhân nằm có nhiều máu chưa khô. Trên bàn bếp có ly tô dĩa đã qua sử dụng chưa rửa. Một phần ngoài trục tròn của bếp dầu có một cái thau nhựa màu đỏ đựng tô chén dĩa và vài đồ dùng nấu ăn. Khu vực cầu thang và bếp có một cửa ra ngoài nhà vệ sinh hai lớp. Bên trong là cửa sắt xếp, bên ngoài là cửa nhôm kính 2,2 m nhân với 1,2 m. Ngay tại lối ra ngoài có nhiều giọt máu. Bên ngoài hiên nhà cũng có nhiều giọt máu. Nhà vệ sinh kích thước 2,5 m nhân với 2,55 m, cửa mở vào trong và quay về hướng bắc. Trên nền nhà vệ sinh có một giọt máu. Trên lavabo có một vân tay và có dấu vết máu nhạt màu đã khô. Kiểm tra vòi không có nước chảy. Sau cùng là phòng máy phát điện, cửa vẫn mở, còn khóa. Kết thúc quá trình khám nghiệm hiện trường, hội đồng khám nghiệm ghi nhận có thu giữ một số đường vân tay, một số tóc trong lọc rác bồn rửa và một đôi dép xốp màu trắng. Quá trình khám nghiệm và kết luận giám định về nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân. Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng bị đập ra đầu vùng đỉnh 0,6 nhân với 0,5 cm, tụ máu thái dương đỉnh trái 10 nhân với 0,8 cm, đỉnh phải 4,5 nhân 0,3 cm, tụ máu vùng trán 6 nhân với 8 cm, vùng lông mày trái rách sắc nhọn 0,3 nhân 0,1 cm, cạnh lông mày trái 2,5 nhân 0,5 cm, cạnh khóe trái mắt trái rách ra 1,5 nhân 0,5 cm, mắt trái sưng nề quầng thâm, môi dập. Dưới cằm trái có vết rách da sắc nhọn 2,5 x 1cm, cổ có vết rách sắc nhọn, hở há miệng 0,5cm, dài 9cm. Hướng cắt từ trái sang phải làm đứt sâu đến vùng xương cổ và hầu hết các cơ quan vùng cổ có ít dịch nhầy trong âm đạo. Chị Nguyễn Thị Thu Vân không rách da đầu, tụ máu vùng đỉnh 0,6 x 0,3cm. Cổ có vết rách sắc nhọn, hở miệng 0,5cm, dài 9cm, hướng cắt từ phải sang trái và làm đứt sâu đến xương cổ và hầu hết các cơ quan vùng cổ. Nếu căn cứ theo biên bản khám nghiệm hiện trường tử thi như vậy thì chúng ta khó có thể đưa ra được nhận định cơ quan điều tra tỉnh Long An đã làm việc một cách nghiêm túc hay chưa. Cũng may là có nhiều người còn lương tri đã kịp thời tuồng những hình ảnh chết người trong các hình ảnh nặng ký gồm có cánh cổng rào vẫn còn khóa. Điều này là chắc chắn vì sáng hôm đó anh Phùng Phụng Hiếu phải trèo qua hàng rào vào trong sân bay, vào trong sân bưu điện. Ảnh cái thớt gỗ trên đầu nạn nhân Hồng, ảnh cái ghế xếp có vệt máu, cơm khô và dấu dép trên nệm ghế mà nạn nhân Vân nằm gác chân lên. Còn nguyên vẹn và dưới đó có một tờ báo thể thao ngày 9 tháng 1 năm 2008 mà ai đó đang lật đọc ở trang 03. Đỉnh cao và vực sâu, cho thấy quá trình khám nghiệm và thu giữ vật chứng có vấn đề. Và với cái khu vực bếp bé tí mà nói không nhìn thấy con dao nào ở đó thì rất khó có thể chấp nhận. Như đã nói rõ, nguyên tắc khám nghiệm hiện trường và thu giữ toàn diện các vật chứng là đặc biệt quan trọng trong các vụ án giết người. Làm tốt công tác đó sẽ giúp tìm ra hung thủ thật sự, xử lý đúng người đúng tội. Tại hiện trường rõ mười mươi những vật chứng như cái ghế, cái thớt, tờ báo và tôi cho rằng có cả con dao mà cơ quan điều tra không thu giữ đúng theo yêu cầu bắt buộc và cơ quan và cơ bản của nghiệp vụ điều tra tội phạm là có mờ ảo.
Khi mô tả trong biên bản khám nghiệm chỉ mô tả cái thớt và cái ghế. Đối với tờ báo và con dao thì không ghi nhận và biên bản cho thấy đã có hành vi làm sai lệch nghiêm trọng trong công tác khám nghiệm hiện trường vụ án xảy ra tại bưu điện Cầu Voi. Tôi cho rằng sự sai lệch này không phải do yếu kém nghiệp vụ mà là sự cố ý. Lý giải về sự cố ý làm sai lệch này, tôi nghĩ chỉ có hai cách, hoặc là có sự can thiệp để làm sai ngay từ đầu, hoặc là ban đầu làm đúng, sau đó có sự can thiệp nên đã thay đổi biên bản khám nghiệm ban đầu bằng biên bản khác. Cho dù thời điểm làm sai lệch kết quả điều tra ban đầu là lúc nào đi nữa, thì nó cũng là khởi nguồn làm phát sinh loại trò chơi rất tàn nhẫn và tôi gọi là trò chơi công đường. Chúng ta đều biết quan cảnh hiện trường giết người tại bưu điện Cầu Voi không có nhiều xáo trộn, chỉ trừ khu vực xác hai nạn nhân có một số dụng cụ bếp rơi vãi. Như vậy chúng ta dễ dàng suy luận hầu như nạn nhân không có một sự chống cự nào đáng kể. Qua kiểm tra bằng mắt thường, ai cũng có thể đưa ra được nhận định rằng nạn nhân bị giết bởi duy nhất một nhát cắt chí mạng, nhát cắt mạnh và dứt khoát đến nỗi làm cho cổ nạn nhân hở toạc ra, vết đứt đến tận xương cổ và làm đứt toàn bộ cơ quan vùng cổ. Vì sao nạn nhân không hề mảy may có sự kháng cự nào? Qua khám nghiệm tử thi, Nguyễn Thị Ánh Hồng bị dập ra đầu vùng đỉnh 0,6 x 0,5 cm, vụ tụ máu thái dương đỉnh trái 10 x 8 cm, đỉnh phải 4,5 x 3 cm, tụ máu vùng trán 6,4 cm. Còn chị Nguyễn Thị Thu Vân thì đầu tụ máu vùng đỉnh 0,6 x 0,3 cm, không rách ra đầu. Vết thương này cho chúng ta suy luận cả hai nạn nhân bị hung thủ dùng vật cứng có bề mặt rộng trơn phẳng đập vào đầu gây bất tỉnh. Từ đó hắn thoải mái thực hiện việc cắt cổ nạn nhân. Nhưng lập luận như trên vẫn chưa phải là duy nhất, bởi vì còn có khả năng nữa là nạn nhân có thể bị làm cho hôn mê bằng thuốc, có thể là thuốc ngủ, sau đó hung thủ tùy thích làm những gì cũng được. Theo tôi tìm hiểu, khi máu người thoát ra ngoài không khí thì bình thường thời gian máu đông lại trong 8 đến 12 phút. Những trường hợp có rối loạn tố chất trong máu thì thời gian đông sẽ kéo dài trên 15 phút. Theo kết luận của cơ quan điều tra, hai nạn nhân bị giết từ khoảng 20 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2008 khi bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường là 8 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm 2008, thời gian là 12 tiếng mà máu của hai nạn nhân vẫn chưa khô thì trường hợp này không thể loại trừ giả thuyết trong máu nạn nhân có độc tố. Cơ quan điều tra chỉ có thể bác bỏ được suy đoán này khi có kết luận xét nghiệm về độc chất. Nhưng hình như họ không thực hiện việc này. Nếu xét nghiệm phát hiện có độc tố trong cơ thể hai nạn nhân thì việc khoanh vùng hung thủ giết hai nạn nhân sẽ đơn giản hơn nhiều. Thôi thì từ hiện thực đã được ghi nhận, chúng ta mô phỏng về quá trình hung thủ sát hại hai nạn nhân. Từ tư thế nằm của chị Hồng và chị Vân, quần áo hai chị mặc khi bị giết kết hợp với hình ảnh về máu dính trên người, quần áo dưới lưng, đầu cổ của chị Hồng có màu đen hơn và vũng máu trên người ở khu vực chị Vân nằm cho thấy chị Hồng bị sát hại trước chị Vân một thời gian đáng kể. Bọn chúng tấn công chị Hồng như thế nào? Từ vết thương trên vùng đầu, trán, mặt và cổ của nạn nhân và những dụng cụ rơi vãi ở khu vực bên phải của chị Hồng, có thể hình dung lại diễn biến như sau. Khi chị Hồng đứng quay mặt vào bàn bếp, bất ngờ hung thủ chắc chắn là cao hơn nạn nhân, dùng tay trái cầm vật cứng có mặt phẳng rộng và trơn nhẵn, khả năng lớn nhất là cái thớt, đánh một cái như trời giáng từ phía sau lưng vào đỉnh đầu, gây dập ra đầu vùng đỉnh 0,6 x 0,5 cm, làm nạn nhân té sấp vào khu bàn bếp, làm nhiều đồ dùng trên bàn rơi xuống. Tiếp theo hắn giáng cho nạn nhân một cái khủng khiếp nữa vào thái dương đỉnh trái, gây tụ máu thái dương đỉnh trái 10 x 8 cm, làm chị Hồng ngã ngửa sang bên phải của cái bàn. Chứng minh cho cú ngã này là nhiều dụng cụ trên đó rơi xuống, trong đó quan trọng nhất là bếp dầu và các vết thương ở cạnh khóe trái gây rách da 1,5 x 0,5 cm, rách da cạnh lông mày 2,5 x 0,5 cm và nhiều vết thương không rõ hình dạng ở vùng dưới cằm trái của nạn nhân.
Kế đến, hung thủ lấy con dao sắc nhọn, tôi cho rằng loại dao Thái Lan, và ngồi lên người để cắt cổ chị Hồng. Nhưng chị Hồng chưa bị bất tỉnh, có hành động phản kháng, kêu lên. Nhân chứng khai có nghe tiếng kêu la không rõ ràng và có lẽ chị có gượng bật dậy nên con dao trên tay hắn gây ra hai vết thương vùng lông mày trái sắc nhọn 0,3 nhân với 0,1 cm, và dưới cằm trái vết rách da sắc gọn 2,5 nhân với 0,1 cm. Lúc này hung thủ lập tức dùng tay bịt miệng chặt mũi nạn nhân có vết thương làm dập môi trên và cầm cái thớt bằng tay trái tiếp tục đánh vào vùng trán và vùng đỉnh phải của chị Hồng. Do tư thế đánh không thuận lợi và không thuận lực, đánh nhẹ hơn nên chỉ gây tụ máu vùng đỉnh phải 4,5 cm nhân với 0,3 cm, tụ máu vùng trán 6 x 4 cm nhằm bảo đảm nạn nhân không thể kêu la. Tay phải hắn vẫn bịt miệng mũi, sau cùng hắn cầm dao bằng tay trái cắt cổ của nạn nhân. Vì vậy vết thương trên cổ của chị Hồng có hướng từ trái sang phải, tính theo cơ thể của nạn nhân. Từ sự giải thích này cho chúng ta suy đoán hung thủ thuận tay trái. Hung thủ biết rất rõ chị Vân sẽ về nên hắn ẩn nấp chờ đợi. Qua khám nghiệm hiện trường tại khu vực gần cửa ngăn cách của khu vực kinh doanh và phòng khách có vài sợi tóc rơi. Trên tường gần đấy cũng có vết chày mới. Như vậy có thể chị Vân bị đánh tại vị trí này. Lý giải như thế nào về hai bịch trái cây còn nguyên vẹn trên bàn khách và đôi giày nữ để gần đó? Tôi nghĩ chị Vân về đến bưu điện đóng cửa và đi vào bên trong phòng khách, cởi giày và để hai bịch trái cây xuống bàn thì phát hiện sự việc. Có lẽ có kêu la không rõ tiếng nên chị chạy ngược ra phòng kinh doanh. Liền lúc đó hung thủ cầm vật cứng mặt phẳng rộng đánh vào đỉnh đầu của chị Vân ngay tại khu vực cửa ngăn cách này. Do chạy theo đánh với nên lực đánh không mạnh, chỉ gây tụ máu dưới da vùng đỉnh kích thước 0,6 nhân với 0,3 cm. Vì vậy khám nghiệm hiện trường phát hiện nơi này có vài sợi tóc bị đứt rơi xuống. Sau đó hung thủ xốc ngang nách của chị Vân, kéo đến để nằm trên đùi của chị Hồng. Tiếp theo hắn ngồi trên đầu nạn nhân dùng tay trái lạnh lùng cắt cổ, do đó vết cắt có hướng từ phải sang trái. Tại sao tôi không suy luận là hắn ngồi trên bụng của chị Vân? Đơn giản vì khu vực ấy có máu của chị Hồng đã chảy thành vũng. Nếu ngồi như vậy thì hắn phải dẫm lên vũng máu. Về cái ghế inox có nệm màu xanh, nhìn hình ảnh ta thấy chân trái của chị Vân gác trọn lên ngang phần giữa ghế, thành ghế nằm trên phần ống quần, chân phải của nạn nhân. Nên tôi nghĩ rằng khi hung thủ xốc ẵm chị Vân đến để xuống bên cạnh khu vực đó thì chân của chị Vân va quệt vào ghế nên nó đã ngã nằm cấn lên quần của nạn nhân như thế. Và khi hắn bỏ đi chị Vân xuống thì chân trái gác ngang lên ghế là điều hiển nhiên. Nếu hắn dùng ghế inox đánh nạn nhân, chắc chắn ghế có chất lượng như thế sẽ móp, cong hoặc biến dạng. Mọi người cứ thử lấy cái ghế như vậy đánh thật mạnh vào đầu hình nhân thì sẽ biết ngay. Như vậy cái ghế đã nằm sẵn ở đó. Nếu vậy thì hung thủ đánh chị Vân bằng vật gì? Điều này dễ hình dung thôi, khi hung thủ chờ đợi nạn nhân về để đập đầu nạn nhân thì hắn sẽ lựa chọn vật dễ tấn công và hiệu quả nhất. Dùng ghế thì cồng kềnh và có thể bị vướng. Như vậy hắn sẽ tiếp tục lựa chọn cái thớt. Về việc nạn nhân Hồng bị kéo áo lên đến cổ, giải thích như thế nào? Nhìn đi nhìn lại bản ảnh tử thi, tôi phát hiện áo của chị Hồng không phải bị vén đùn lên mà là bị quấn lên. Nếu hung thủ có hành vi sàm sỡ thì có lẽ hắn sẽ không quấn lên cẩn thận như thế. Về việc trong âm đạo của chị Hồng có dịch nhầy thì sao? Vấn đề này phải hỏi bác sĩ pháp y. Tuy nhiên theo tôi hiểu, khi nạn nhân bị chết ngạt trên cạn thì đàn ông có thể xuất tinh trùng, còn phụ nữ thì có thể có xuất chất dịch. Như tôi dự đoán ở phần trên, chị Hồng có bị hung thủ bịt mũi, miệng rất mạnh. Hành vi này hắn chắc chắn có thể gây tình trạng nạn nhân bị ngạt và từ đó tạo ra hiện tượng như vậy là hợp lý. Để củng cố cho suy luận về việc hung thủ chỉ cố tạo hình ảnh là nạn nhân bị hiếp dâm để đánh lạc hướng điều tra, tôi xin viện dẫn thêm về vệt máu trên cái thớt và dấu chân dính máu cơm khô trên nệm ghế. Từ tư thế nằm của hai nạn nhân và vị trí cái ghế, cái thớt nằm gần đầu của chị Hồng,
Tôi nghĩ hung thủ đã đứng một chân trên nệm và một chân phải đứng trên thớt để quấn áo chị Hồng lên. Tư thế này của hắn sẽ hạn chế giày hắn không dẫm lên vũng máu và điều này cũng sẽ lý giải hợp lý cho hình ảnh trên cái thớt có dính máu. Theo nguyên tắc vật lý thì máu không thể chảy lên cái thớt dày 4cm được, chỉ trừ khi bộ phận nào đó của cơ thể hung thủ hoặc bàn chân dính máu dẫm lên. Còn nếu cái thớt úp xuống vũng máu, sau đó người ta lật trở lại thì máu phải dính cả mặt thớt chứ không thể dính một góc như vậy. Nếu lập luận như vậy thì phải có dấu chân dính máu trên cái thớt chứ. Mọi người hãy quan sát kỹ vệt máu trên mặt thớt. Nó có thể dấu hiệu bị quẹt chùi nên mới tạo ra hình ảnh như vậy. Và hãy quan sát ngay tại đó có một bao bì hộp sữa bị dẹp. Tôi nghĩ hung thủ dùng vật ấy để quẹt máu trên thớt. Hành động tiếp theo của hung thủ là lý giải như thế nào? Hiện trường của một đôi dép xốp để giữa nhà, dưới đế dép có dính nhiều hạt sạn nhỏ. Hình ảnh ấy cho chúng ta cơ sở để giải thích rằng sau khi hoàn tất công việc tàn độc, hung thủ đã thay giày của hắn bằng đôi dép ấy để vào nhà tắm chùi rửa các vết máu. Nên khu vực ngoài hiên và lối vào nhà tắm có nhiều giọt máu và có cả vệt máu nhạt màu. Có lẽ máu bắn lên cả miệng hắn nên hắn đã nhổ nước bọt có máu. Hắn sử dụng nước rất nhiều nên sáng hôm sau cơ quan điều tra kiểm tra thì không còn nước. Tôi nghĩ sau khi giết hai nạn nhân hắn lưu lại rất lâu, hắn không vội vàng tẩu thoát. Về tình tiết, chìa khóa vẫn còn ghim trên két sắt điện tử và bưu điện, có bị mất tài sản gì quá quý giá hay không? Vấn đề này hãy hỏi giám đốc bưu điện Cầu Voi thêm mới rõ. Điều cuối cùng mà chúng ta cần lý giải là hung thủ tẩu thoát theo đường nào? Một tình tiết rất quan trọng là hiện có một đôi dép nhựa nữ nằm dưới gầm bàn khách, một đôi dép xốp nằm giữa hành lang và một đôi giày nữ. Chắc chắn hai nạn nhân nữ ở lại trực trụ sở bưu điện thì phải có hai đôi giày nữ, như vậy đã mất một đôi giày. Hiện tượng này cho phép suy luận có một đối tượng đi cùng hung thủ là phụ nữ. Có thể giày của ả dính nhiều máu và bị hết nước nên ả không rửa giày được, hoặc giày của ả bị đứt nên ả phải mang đôi giày của nạn nhân. Bởi vì nếu người phải mượn giày dép bất đắc dĩ như vậy phải là đàn ông thì chắc chắn phải lấy đôi dép xốp. Kết hợp với hiện trường không tìm thấy chiếc chìa khóa cổng của hai nạn nhân, tôi dự đoán rằng bọn chúng tẩu thoát ra cửa quấn phía trước rồi kéo cửa xuống, sau đó mở cửa rào và khóa lại. Chùm chìa khóa có chìa khóa cổng và con dao gây án đã đi theo bọn chúng. Nhưng chúng ta đều hiểu khi phát hiện hai nạn nhân bị giết bằng cách thức không thể lạnh lùng hơn thì theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, cơ quan điều tra phải vào cuộc nhanh nhất có thể và phải nhanh chóng tiến hành các hoạt động điều tra xác minh nhằm xác định kẻ sát nhân máu lạnh ấy. Việc cấp bách lúc này là bên cạnh song song tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi, cơ quan điều tra phải tung thêm lực lượng thực hiện xác minh, tìm ra những đối tượng tình nghi để bắt hắn về quy án. Các hoạt động điều tra ban đầu dường như không đem lại hiệu quả như mong đợi, nên hoạt động điều tra mang tính then chốt và phải tập trung vào hiện trường và tử thi. Đối với các vụ án giết người không có nhân chứng thì hoạt động khám nghiệm hiện trường và tử thi được xem là chìa khóa để lần ra hung thủ. Vì vậy, cơ quan điều tra của bất kỳ quốc gia nào cũng phải tiến hành một cách tỉ mỉ và khoa học hoạt động này. Trước yêu cầu đó, đối với vụ án mạng ở Bưu điện Cầu Voi vào đêm 13 tháng 1 năm 2008 bắt buộc cơ quan điều tra phải tiến hành các hoạt động như sau. Về khám nghiệm hiện trường, việc đầu tiên là phải chụp ảnh ghi nhận tất cả mọi ngõ ngách, mọi đồ vật, dấu vết tại hiện trường, cụ thể hẹp và rộng. Sau đó, cán bộ có thẩm quyền phải dò từng chi tiết nhỏ nhất và phải tiến hành chính xác gần như tuyệt đối hoạt động thu giữ các dấu vết, đồ vật, tài liệu phát hiện được tại hiện trường. Dấu vết như vân tay, vết máu, dấu giày, dép và dấu vết khác nếu thu giữ được là phải thu giữ ngay. Các tài sản, đồ vật rơi vãi, kể cả các sợi tóc và tàn thuốc lá và giấy tờ, sổ sách, tài liệu hiện trường đều phải thu giữ tất cả, chỉ trừ những thứ không thể thu giữ được. Đồ vật nào cần niêm phong thì phải niêm phong ngay để nhằm tránh bị con người làm mất đi dấu vết nguyên thủy.
Như vậy, khi vừa tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra chưa thể hình dung được cách thức hoạt động và động cơ mục đích giết người của hung thủ, nên theo cách phải kiểm tra thật kỹ càng và thu giữ tất cả các đồ vật, sổ sách, giấy tờ và các tờ báo nằm không đúng chỗ của nó nhằm phục vụ cho việc kiểm tra sau này, từ đó đưa ra giả thuyết khả dĩ khác nhau về vụ án. Bắt đầu từ khu vực phòng kinh doanh, cho dù không có dấu vết xáo trộn nhưng cơ quan điều tra phải thu tất cả các sổ sách quản lý, kiểm tra kỹ kiện hàng được nhập về, xuất giao và số còn lại, sổ ghi chép của các cuộc gọi, các đồ vật khác, những chứng từ, những tờ giấy rơi vô tình đâu đó trong góc phòng này. Đối với sổ sách quản lý và giúp cho chúng ta hiểu rõ về hoạt động hàng ngày của bưu điện nói chung và hai nạn nhân nói riêng, nếu kiểm tra trong sổ sách ấy có điều bất thường sẽ giúp ích cho việc vạch ra thêm hướng điều tra. Chi tiết về những cuộc giao dịch sẽ giúp cho định hình vào tối hôm ấy. Có bao nhiêu người đã đến sử dụng dịch vụ bưu điện, điện thoại tại bưu cục? Những mẫu giấy lạ đôi khi sẽ cho ta thông tin vô cùng quan trọng, và đặc biệt là kiểm tra xem nơi đây có camera hay không. Nếu có thì việc trích xuất hình ảnh của nó sẽ rất có ích cho việc truy tìm hung thủ. Khu vực phòng khách, phòng ngủ, nhiệm vụ phải thu là hai bịch trái cây, báo, hộp, khăn giấy, những mảnh mút xốp bị cắt nằm trên bàn, một đôi giày nữ màu đen, một đôi dép nhựa nữ, con gấu bông. Chúng ta làm sao biết được hai bịch trái cây ấy là do ai mua, biết đâu hung thủ mua mang đến thì sao? Nếu nó do hung thủ mang đến thì chúng ta đã gặp may, vì đối tượng tình nghi sẽ được thu hẹp lại một cách đáng kể. Còn những mẫu mút xốp tại sao bị cắt như vậy? Do ai đó ngồi chờ cắt trong vô thức, hay đó là được cắt nhằm mục đích gì khác? Đôi giày và đôi dép nữ, chúng ta phải trả lời nó có phải là của nạn nhân hay không, con gấu bông của nạn nhân hay của ai, nạn nhân có nâng niu nó trước khi bị giết hay không. Đặc biệt là cái két sắt, ta thấy chìa khóa vẫn ghim trên ấy thì chúng ta phải kiểm tra xem có mở được hay không. Nếu mở được thì nó được mở trước khi hung thủ đến hay trong lúc có mặt của hung thủ, và ai mở, nạn nhân hay hung thủ. Rồi điều tra viên phải yêu cầu lãnh đạo bưu điện Cầu Voi hợp tác kiểm tra bên trong nó có bị lục lọi hay không và còn lại những gì. Đối với những cái tủ đựng hàng ngang làm thành vách ngăn buồng ngủ, điều tra viên không chỉ ghi nhận nó không bị xáo trộn mà còn phải yêu cầu mở tất cả ra để kiểm tra từng món đồ, từng bộ quần áo. Nếu phát hiện có đồ vật lạ và đặc biệt có những loại quần áo của đàn ông hoặc có kích thước khác thường thì nó cho chúng ta có thêm thông tin tích cực. Cái giường ngủ thì sau khi chụp ghi lại tình trạng tấm da, cái gối, mền, điều tra viên dở nó lên truy tìm xem có gì bất thường hay không. Khu vực có xác hai nạn nhân dĩ nhiên phải để được kiểm tra tỉ mỉ nhất có thể. Sau khi chụp ghi lại các quang cảnh chung, những góc nhỏ, những đồ vật cụ thể, phải thu giữ tất cả các đồ vật mà ta phán đoán là có ích cho việc hình dung lại cách thức hung thủ sát hại hai nạn nhân. Dĩ nhiên điều không thể bỏ qua là phải tìm và thu giữ những con dao. Hai cô gái ở lại bưu điện nấu ăn, ngủ nghỉ như nhà của mình thì thông thường phải có ít nhất hai con dao, dao nhỏ Thái Lan và dao lớn phục vụ cho công việc bếp núc. Cái ghế, cái thớt, tờ báo, thể thao, ngày 9 tháng 1 năm 2008, cái ly, cái khay đựng hạt hình tròn màu trắng đục nằm lẻ loi ở cầu thang, cái bọc có một trái chanh ở bên trong, tô chén dĩa đã qua sử dụng để khi cần xét nghiệm xem có độc tố hay không. Kế đến là kiểm tra kỹ và thu giữ các đồ vật cho dù là nhỏ nhất như sợi tóc. Nếu ta phán đoán, nó có thể nói lên điều gì đó trong khu vực nhà vệ sinh ngoài nhà hiên. Một yêu cầu nữa là phải kiểm tra tầng lầu và nhà chứa máy phát điện. Không thể nói nó vẫn còn trong tình trạng khóa và không có dấu vết cậy thì không kiểm tra. Biết đâu hung thủ sau khi giết nạn nhân rồi hắn giấu công cụ gì đó trong ấy rồi khóa lại thì sao? Chúng ta không có một cơ sở nào để bác bỏ giả thuyết này. Cũng xin nói thêm về tầng trên lầu. Theo hình ảnh mà cộng đồng cung cấp thì nó được xây dựng kiên cố đến nỗi như là một pháo đài. Điều này là bất bình thường. Tôi chưa thấy một kiểu thiết kế nào như thế nên tôi đã gọi nó là nhà mồ. Nếu nói vì tầng ấy chứa máy móc cửa bưu điện phải xây dựng kiên cố thì cũng phải có cửa thông gió chứ. Không lẽ người vào trong đó không cần hít thở không khí trong lành hay sao?
Và tại sao lại thiết kế như vậy? Phải chăng có điều gì đó bất thường? Bên cạnh những yêu cầu như tôi vừa liệt kê thì một công tác bắt buộc và đặc biệt quan trọng nữa khi khám nghiệm hiện trường là phải tìm hết các ngõ ngách xem có dấu vân tay để thu giữ nhằm truy tìm những kẻ lạ mặt khả nghi đã từng vào trụ sở bưu điện. Chúng ta đều biết cơ quan điều tra cũng chưa thực hiện đúng đầy đủ yêu cầu này. Tôi điển hình về hình ảnh cái thớt dính máu, nhìn qua hình ảnh chúng ta dễ dàng nhận ra sự bất thường trên ấy. Nó có dấu vết, ai đó đã lấy vật đó đường thẳng gạt đi những vệt máu trên mặt thớt. Và nếu phóng to hình ảnh lên để nhìn thấy rõ hơn thì hình ảnh đó có dấu hiệu các ngón tay người. Cơ quan điều tra cũng ghi nhận cái thớt là vật và hung thủ đã sử dụng để đập đầu chị Nguyễn Thị Ánh Hồng. Như vậy đây là vật chứng đặc biệt quan trọng, trách nhiệm phải khai thác triệt để các dấu vết của nó. Nhưng thực tế rất sốc, cơ quan điều tra lại không khai thác gì cả và thậm chí còn báo cáo với dư luận rằng do sơ suất về nghiệp vụ nên quên thu giữ. Đây là một yếu tố nhạy cảm làm cho dư luận, kể cả những người không có nghiệp vụ, phản đối dữ dội và đặt nghi vấn về sự khách quan công tâm của cơ quan điều tra tỉnh Long An. Vấn đề khám nghiệm tử thi, nếu không hiểu về hoạt động nghiệp vụ này thì các bạn sẽ không phát hiện ra sai sót trong ấy. Tôi đồng ý là nếu như hung thủ cắt cổ nạn nhân còn sống thì vết thương sẽ hở toạc ra. Vết thương vùng cổ của hai nạn nhân đều có kích thước 5x9cm. Nhìn vết thương này ai cũng hiểu nạn nhân chết do bị cắt cổ. Nhưng với tư cách là cơ quan điều tra thì không được phép kết luận đơn giản như vậy. Đúng là nạn nhân bị đập đầu rồi mới bị cắt cổ, nhưng phải chăng chỉ có thế? Muốn trả lời chắc chắn cho câu hỏi này, bắt buộc cơ quan điều tra phải yêu cầu bác sĩ pháp y thu giữ mẫu phủ tạng và máu của nạn nhân để xét nghiệm độc chất. Khi có kết quả rồi, chúng ta mới kết luận nguyên nhân làm hai nạn nhân chết là như vậy. Khi thực hiện toàn diện công tác khám nghiệm hiện trường tử thi, thu giữ và nghiên cứu tỉ mỉ tất cả các dấu vết, đồ vật, tài liệu và căn cứ vào kết quả giám định nhanh sau đó, lúc này công việc tiếp theo là đưa ra các giả thuyết về cách thức giết người của hung thủ, động cơ, mục đích giết người. Trong từng giả thuyết kèm theo nội dung nó là những đối tượng khả dĩ. Nếu ta phán đoán rằng đây là vụ án giết người thì vì ghen tuông thì đối tượng là những người có tình cảm với nạn nhân hoặc là những mụ hoạn thư. Nếu cho rằng đây là vụ án hiếp dâm, giết người và cướp tài sản thì đối tượng là những kẻ có dấu hiệu bệnh hoạn, bất hảo. Nếu nghi ngờ rằng hung thủ chỉ đột nhập vào trộm cắp tài sản, chẳng may bị phát hiện thì phải khoanh vùng nhiều đối tượng có tiền án tiền sự. Chúng ta có thể xây dựng nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng một giả thuyết nữa không phải bỏ qua là sự thanh trừng tàn độc. Giả thuyết này không phải là có cơ sở, không có cơ sở, bởi vì hai nạn nhân đều bị giết một cách thức rất giống nhau bởi tên máu lạnh. Trong đó vết thương rách ra do vật sắc nhọn gây ra trên vùng lông mày, cằm trái và vùng đầu của chị Hồng. Bị đánh đến 4 cái bằng vật có mặt phẳng rộng, trơn nhẵn và môi bị dập môi. Hung thủ có dùng tay bịt miệng nạn nhân rất mạnh và chặt, cho thấy chị Hồng có vùng vẫy ở khu vực bên trái của bàn bếp, làm đồ đạc khu vực ấy rơi tứ tung. Và Hồng có bị hung thủ từ phía sau ôm ngang ngực, cổ kéo lê chân phải dưới nền, nên bàn chân phải dính đầy chất bẩn ở phần mép ngoài và ngón cái. Trước đây tôi bỏ qua tình tiết này khi mô phỏng về quá trình giết người của hung thủ, nay thấy cần bổ sung thêm cho hợp lý. Như vậy liệu hung thủ có khống chế chị Hồng trước khi kết liễu nạn nhân hay không? Nếu nhận định theo hướng giết người nhằm diệt khẩu thì chúng ta phải kết hợp với chi tiết trên két sắt vẫn còn chìa khóa cắm trên ấy và hình ảnh chiếc ly nằm ở cầu thang để suy luận rằng hung thủ rất thân quen với nạn nhân. Hắn có thời gian ngồi đọc báo thể thao, uống gì đấy ở cầu thang và muốn lấy đồ trong két sắt. Nếu lúc chị Hồng ở nhà một mình và bị khống chế như vậy, liệu chị có liều chết phản kháng hay không? Xét tâm lý con người nói chung và đặc biệt là phụ nữ thì một mình đối diện với nhóm sát thủ, có lẽ họ sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì bọn chúng yêu cầu.
Như vậy tôi mạnh dạn dự đoán rằng chị đã nhìn thấy cái chết cận kề. Có lẽ bọn chúng sau khi đạt được mục đích đã đập đầu chị Vân bất tỉnh gần đó. Nên chị Hồng bằng tất cả niềm tiềm năng cuối cùng cố gắng tìm con đường sống, nhưng chị vẫn không thoát được số phận. Phán đoán này ở một khía cạnh khác không tạo ra sự mâu thuẫn với sự mô phỏng cách thức giết người mà tôi mô phỏng ở phần đầu. Nó chỉ góp thêm một giả thuyết về sự việc cho mọi người dễ hình dung và lựa chọn. Từ những gì mà chúng ta nhìn thấy, đáng lẽ cơ quan điều tra phải mở rộng đối tượng tình nghi theo chiều hướng mới phù hợp với môn khoa học điều tra mà họ đã học. Nhưng không, sau khi loay hoay hơn 2 tháng không tìm ra được manh mối gì, điều này cũng dễ hiểu vì họ đâu có thực hiện đầy đủ các hoạt động như yêu cầu của một vụ án giết người. Sau đó có lẽ vì duyên cớ nào đó họ nhắm đến một thanh niên tuy có ham mê cờ bạc nhưng chưa đến nỗi là người xấu. Từ lời khai của Đinh Vũ Thường, Hồ Văn Bình và chiếc xe Dream mà người thanh niên tóc dài kết với việc nhà bà Nguyễn Thị Rưỡi có một chiếc xe Dream như thế, trong khi anh Còi và Chí vẫn thừa nhận là đã nhìn thấy một người đàn ông khác hoàn toàn với Hồ Duy Hải, nhưng họ không mảy may đoái hoài đến lời khai của anh Còi và anh Chí. Họ đã loại bỏ các giả thuyết một cách chủ quan nhất mà không hề có một chứng cứ khoa học thuyết phục nào để bác bỏ các giả thuyết đó. Cái cách mà họ bắt được Hồ Duy Hải trong hoàn cảnh có lẽ là chuyện xưa nay hiếm. Các bạn hãy xem các phóng sự về hành trình phá án của An Ninh TV, các bạn sẽ thấy một điểm chung trong các vụ án giết người không có nhân chứng là cơ quan điều tra nhờ thực hiện nghiệp vụ tinh thông đã lần ra được hung thủ là ai, và cũng nhờ có sự bám chặt địa bàn của các trinh sát nên đã tóm gọn được, không cho hung thủ có cơ hội tiếp tục trốn chạy. Còn tên giết người tàn độc tên Hồ Duy Hải thì sao? Hắn vẫn sinh hoạt bình thường với gia đình. Khi cơ quan điều tra Long An mời thì hắn vẫn vô tư đến nộp mạng để cho cơ quan điều tra thoải mái bắt hắn. Có hung thủ máu lạnh nào ngu như thế không? Tại sao Hồ Duy Hải được lựa chọn? Theo tôi vì Hải quen biết hai nạn nhân thường đến bưu điện lấy báo để thể thao và Hải đặt mua, và đặc biệt là có tình ý với một trong hai nạn nhân. Kịch bản được dựng lên rằng vào tháng 10 năm 2007, Hải tình cờ quen với chị Vân trên chuyến xe từ Sài Gòn về Thủ Thừa. Sau đó Hải đặt báo rồi thường đến bưu điện lấy báo nên nảy sinh tình ý với chị Hồng. Người có hai tình nhân tên là Nguyễn My Son và Nguyễn Văn Nghị hay Hữu Nghị nào đó. Nhân một buổi tối đến tán tỉnh người đẹp, Hải nảy sinh dục vọng nên tìm cách dụ chị Vân đi mua trái cây để có cơ hội, mặc dù thời gian chỉ vài phút, để hiếp dâm chị Hồng. Ý định ăn vụng, chớp nhoáng bất thành, cái ác trong người của Hải trỗi lên nên đã tàn nhẫn giết chết chị người yêu. Rồi để che giấu tội ác của mình, Hải lạnh lùng giết luôn người bạn gái. Câu chuyện này thật sự không thể khôi hài hơn, chắc chỉ có các em học sinh, đôi khi các em cũng không tin là có thật. Các hoạt náo viên còn ầm ĩ rằng nạn nhân Hồng là cô gái lẳng lơ, do tính dễ dãi ấy của nạn nhân là nguồn cơn của thảm kịch. Thảm kịch về chuyện tình ngang trái này đều được những người gần đó trình bày tương tự như nhau. Mọi người hãy chú ý sẽ thấy câu chuyện ấy chỉ được nói theo một chiều. Hầu như không ai nói và nghi ngờ anh chàng người yêu của chị Vân, một cô gái đoan trang. Phải chăng không một chàng trai nào theo đuổi Vân? Sâu chuỗi sự kiện dường như không có gì đáng chú ý sẽ cho chúng ta suy nghĩ thêm một hướng khác và chưa ai dám nghĩ đến. Chúng ta đều biết Hải quen Vân trước. Vì Vân mà Hải đặt mua báo tại bưu điện để có lý do chính đáng thường xuyên đến bưu điện. Đồng thời mọi người đều biết thời điểm đó các cô gái bưu điện đa phần là con cháu nhà quan, lại có nhan sắc nên đa phần rất chảnh. Con trai nhà không có vị thế thì hầu như không thể nào tiếp cận được. Chị Hồng có nhan sắc và đang có người yêu thì Hải có phải là đối tượng mà chị Hồng chiếu cố hay không? Hơn nữa, lý do ban đầu mà Hải tạo ra để thường xuyên đến bưu điện cầu voi là gì? Là để gặp Vân và các bạn nhé. Như vậy, tôi đoán là người mà Hải yêu chính là Nguyễn Thị Thu Vân. Nhưng tại sao trong hồ sơ bưu điện vụ án bưu điện cầu voi, hồ sơ điều tra người yêu của Hải là Hồng mà không phải là Vân? Dễ giải thích thôi mọi người. Phải đổi người yêu thì kịch bản hài mới hợp lý.
Sau khi mời Hồ Duy Hải đến làm việc vào hôm 20 tháng 3 năm 2008, cơ quan điều tra Long An cho rằng có căn cứ chứng tỏ nơi ở của hung thủ có dấu vết của tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn hắn tiêu hủy chứng cứ cản trở quá trình điều tra, nên họ áp dụng điểm C khoản 1 điều 81 Bộ luật hình sự 2003 để ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hải và sau đó đề nghị Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Ngay từ đầu đã cho thấy áp dụng không đúng pháp luật rồi, bởi vì cái dấu vết tội phạm ở đây không có gì khác hơn là cái đống tro tàn mà cơ quan điều tra nhận định rằng do Hải đốt tạo ra cách đó 2 tháng. Như tôi đã từng nói, khi đốt quần áo và giáp thì hơn 2 tháng sau, bụi thời gian phải làm cho đống tro tàn trở nên cũ kỹ và xẹp xuống. Nhưng không, nó vẫn còn rất mới và như ai đó vừa mới đốt xong. Sau đó, cơ quan điều tra cho rằng đã lấy lời khai rất bình thường, nghiêm túc, nhờ điều tra viên có kỹ năng điều luyện nên Hải cúi đầu nhận tội. Hải khai vanh vách rất nhiều chi tiết về diễn biến, động cơ và mục đích phạm tội. Vào lúc 19 giờ, Hải lấy xe Way của chị Nguyễn Thị Len bay đến tiệm cầm đồ cách nhà 7,5 km cầm cố chiếc điện thoại được 1 triệu 500 nghìn Việt Nam đồng, rồi bay về nhà đổi lấy chiếc xe rim của bà Nguyễn Thị Rưỡi. Sau đó bay đến quán cà phê trả tiền thua cá độ bóng đá, rồi bay đến bưu điện Cầu Voi cho kịp lúc 19h30, để sau đó từ 20 giờ đến 20h30 Hải giết hai nạn nhân. Trong lúc nói chuyện với chị Hồng một lúc, Hải nảy sinh ý định phạm tội nên tìm cách dụ chị Vân đi mua trái cây để có cơ hội. Mặc dù thời gian chỉ vài phút để hiếp dâm chị Hồng, ý định hiếp dâm chớp nhoáng chắc chỉ có ở loài gà, chứ con người thì làm sao ôm, kéo, đè, vật lộn, rồi cởi, rồi hiếp thì thời gian sẽ không đủ. Bất thành cái ác trong người Hải nổi lên nên đã tàn nhẫn giết người yêu mình. Sau đó để che giấu tội ác, Hải lạnh lùng giết luôn người bạn gái. Đây cũng là chứng cứ duy nhất mà cơ quan tố tụng tin rằng hung thủ chính là Hải. Những ai có hiểu biết thì sẽ dự đoán cái chứng cứ buộc tội hùng hồn này được ra đời như thế nào. Mọi người hãy nhớ dùm cho Hải đang là cá nằm trên thớt, nên làm sao Hải có thể chống chọi được với những đòn nhục hình tàn nhẫn, đau đớn tột cùng. Nội dung lời khai đó tôi tin rằng không phải do Hải khai ra, mà nó xuất phát từ sự tưởng tượng của điều tra viên được ghi sẵn rồi đưa cho Hải ký vào. Sau đó Hải bị bắt buộc phải học thuộc. Nếu lần hỏi cung sau mà Hải không chịu thừa nhận như thế, hậu quả sẽ ra sao chắc chắn mọi người cũng hiểu. Cho nên, chứng cứ buộc tội Hải không phải là lời khai nữa, mà chỉ là chữ ký của Hải. Đang trong cảnh cùng cực như vậy, việc lấy chữ ký của Hải đâu có gì khó khăn, vì nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của điều tra viên. Bản thân anh này cũng không biết hình dung chính xác quá trình hung thủ giết người như thế nào, nên nội dung của nó mới lộn xộn lên hết. Lúc thì đập đầu chị Hồng vào lavabo, lúc thì không, lúc thì có hiếp dâm, sau đó thì không hiếp dâm mà chỉ mới đè. Vì vậy, tôi không buồn đọc những bản lời khai ấy. Từ diễn biến của vụ án mà cơ quan tố tụng cho là đúng sự thật, chúng ta thấy từng phần của nó đi từ vô lý dở hơi này đến vô lý dở hơi khác. Đoạn cuối và lúc bắt giữ Hải cũng vậy. Nếu kết luận Hải có chạy xe đến thì phải tạo ra tình tiết Hải lấy xe đi mới hợp lý. Nhưng không, họ lái sang cho Hải trèo hàng rào vách ngăn phía bên hông sân sau, sân trước, rồi trèo hàng cổng ngay chốt văn phòng ra ngoài. Còn chiếc xe thì nó tự bốc hơi. Đối với việc bắt Hải cũng ly kỳ. Theo cách làm của họ thì có lẽ muốn chứng tỏ Hải là tên máu lạnh, nên sau khi giết người rồi mà vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì, và sau đó còn vô tư đến đồn công an uống trà đàm đạo. Kế đến, với cách thức cũ, họ tìm đến cửa hàng kinh doanh vàng và cửa hàng kinh doanh điện thoại sầm uất ở quận 5 xác minh tài sản. Thật là kỳ diệu khi hai người chủ cửa hàng vẫn còn nhớ đã mua của một thanh niên đẹp trai sợi dây chuyền vàng và chiếc điện thoại Nokia, không thu hồi được hai loại sản phẩm này. Chỉ có điều lâu quá không nhớ rõ mặt người bán tài sản. Tôi cá rằng hai cái cửa hàng này rất ế ẩm. Trong nhiều tháng trời chẳng có ai đến mua bán gì, hoặc là chủ cửa hàng bị chàng thanh niên đẹp trai làm cho mê mẩn nên chỉ gặp thoáng qua một lần thì họ không bao giờ quên được chàng thanh niên ấy. Rồi cái con dao gây án tại hiện trường, có con dao thì họ lại quên thu.
Sau đó nhờ chị tạp vụ và anh văn phòng mô tả lại con dao và họ mang tặng mấy người lượm ve chai vẽ lại, nhằm tạo thêm chứng cứ hợp lý cho buộc tội. Người có thẩm quyền bắt Hải phải nhớ cho ra hình dáng con dao. Lập tức con dao được mang đến từ chợ về cho Hải nhận dạng. Nhận dạng này sai quy định với cơ bản, từ đó hình dáng con dao của chợ được sử dụng làm chứng cứ chứng minh về hung khí phạm tội. Sau cùng, để củng cố chứng cứ đanh thép, họ cho Hải thực hiện điều tra. Nhìn hình ảnh Hải lóng ngóng tì đè người đóng thế nạn nhân, cầm cái thớt, cái ghế đập đầu nạn nhân, cầm dao bầu cắt cổ nạn nhân, và hình ảnh Hải vắt con dao bầu dài trong lưng quần làm cho tôi nhớ đến trò chơi đóng tuồng của tuổi thơ. Khi được phân công đóng vai kiếm khách, tôi cũng dắt cây kiếm gỗ lủng lẳng bên lưng quần như thế. Cuối cùng là hình ảnh cậu liêu siêu run rẩy trèo qua cổng chính thật là đau xót và thật chua chát cho một nền tư pháp trong thế kỷ 21. Rõ ràng vở tuồng hát này không có lấy một chút gì đúng với khoa học hình sự và tâm lý tội phạm cũng như tâm lý con người. Chúng ta đều biết những nhà khoa học trên thế giới trong nhiều thế hệ và thế kỷ mới xây dựng nên được môn khoa học hình sự, tâm lý và tâm lý tội phạm hoàn chỉnh như ngày hôm nay. Đất nước chúng ta không đóng góp được gì đáng kể mà chỉ học hỏi, chiêm nghiệm là chính. Nếu một đất nước mà phủ nhận những giá trị, tri thức, nhân loại, tiến bộ đều thừa nhận thì nó còn lại những gì? Những vụ án như thế này đáng lẽ phải người có trách nhiệm trong điều tra phải đi từ hiện trường, tử thi và những dấu vết, đồ vật, tài liệu liên quan đến truy ra hung thủ và để lý giải động cơ, mục đích giết người của bọn chúng. Nhưng chớ trêu thay, họ lần lượt ném bỏ tất cả những gì quan trọng nhất, gồm cái thớt, con dao, cái ghế, tờ báo, thể thao, rồi đến đôi dép tại hiện trường cũng bị thay thế. So sánh hình ảnh đôi dép xốp tại hiện trường, chúng ta thấy nó còn mới, sạch sẽ, chưa bị dẹp. Hai chiếc dép nằm quay ngược nhau và mũi dép trái bị cắt như dép của nhà nghỉ khách sạn. Còn chiếc dép được xem là vật chứng của vụ án đã cũ, dơ bẩn và đặc biệt không có dấu vết bị cắt mũi. Khi có đôi dép như thế tại hiện trường, nó cho chúng ta một thông điệp đặc biệt quan trọng là có thể hung thủ xuất phát đến bưu điện từ một nhà nghỉ hay khách sạn nào đó. Nhưng tình tiết này lại tiếp tục được cho qua. Các vị hãy trả lời xem tại sao lại như vậy. Rồi các lời khai của những người có mặt tại bưu điện Cầu Voi vào tối hôm đó, chỉ có anh Đinh Vũ Thường khai có nhìn thấy một thanh niên tóc dài mặc áo thun xanh sọc trắng. Hải chỉ có chiếc áo thun xanh có hàng chữ trắng phía trước. Trong khi đó anh Hồ Văn Bình khai lúc 19 giờ đến gửi xe, 19 giờ 30 đến lấy xe vẫn thấy người thanh niên ngồi đó nói chuyện với Hồng. Và đặc biệt anh Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí khai có nhìn thấy một thanh niên khoảng 30 đến 33 tuổi, hoàn toàn khác với Hải. Theo nguyên tắc điều tra, khi những lời khai khác nhau như vậy thì cơ quan điều tra phải dựa theo số đông để loại trừ Hải là hung thủ mới phù hợp. Anh Thường cũng không nhận được Hồ Duy Hải. Vậy cái lý luận nào hướng dẫn cho các vị kết luận lời khai của anh Thường là đúng? Người thanh niên đó là Hải, và tại sao phải rút lời khai của anh Còi và anh Trí ra khỏi hồ sơ? Vấn đề đặc biệt quan trọng nữa là thời gian nạn nhân bị giết. Theo khoa học thì con người khi chết khoảng 2 giờ trở lên là xuất hiện hiện tượng tụ máu ở vùng thấp của cơ thể, vết hoen tử thi. Ban đầu là màu hồng tươi, sau đó sẽ chuyển sang màu hồng đậm tím. Máu thoát ra ngoài không khí sẽ đông, khô trong 15 phút. Tử thi sẽ bắt đầu lạnh, cứng sau 2 giờ. Đỉnh điểm cứng là khoảng 12 giờ. Kết hợp với thức ăn trong dạ dày thì cơ quan giám định pháp y hoàn toàn có khả năng xác định thời điểm nạn nhân chết. Trong vụ án này, cơ quan pháp y không hề kết luận nạn nhân chết lúc nào. Và tại sao không kết luận rõ khoảng thời gian chết của nạn nhân? Trong khi khoa học thừa sức làm được điều đó, phải chăng việc bỏ trống phần kết luận ấy nhằm để cho phù hợp với việc quy kết Hồ Duy Hải là hung thủ giết người? Vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng là việc các nhân chứng nhìn thấy nạn nhân trước khi chết mặc quần áo gì với thời điểm chị Vân đi mua trái cây. Nếu các nhân chứng xác nhận hai nạn nhân mặc đồ đồng phục hoặc công sở, nhưng tử thi chị Hồng mặc quần áo đồ bộ ở nhà,
Vân thì mặc quần tay áo sơ mi trắng thì sẽ giúp ích cho việc khoanh vùng hung thủ. Còn thời điểm chị Vân đi mua trái cây, rõ ràng là anh Long chồng của chị bán trái cây xác nhận Vân đến mua trái cây vào lúc 21 giờ. Tình tiết này cũng cho thấy hung thủ là một người khác, không phải là Hồ Duy Hải. Vì sao phải rút bút lục chứng minh chị Vân bị giết sau 21 giờ? Cơ quan điều tra kết luận chị Vân khi mua trái cây về đến thì đóng cửa quấn chính lại thì bị hung thủ đập đầu, cho phép nhận định hung thủ là người rất thân quen với hai nạn nhân. Có thể là khách VIP, do đó hai cô gái mới dám cả gan chứa chấp đàn ông trong trụ sở làm việc vào ban đêm nên Vân mới đóng cửa lại. Chi tiết này lại tiếp tục có tính chất loại trừ hung thủ là Hải. Từ thống kê như trên cho phép chúng ta nhận định cơ quan có trách nhiệm của Long An đã không làm hàng loạt các việc bắt buộc phải làm, thậm chí còn cố ý rút ra khỏi hồ sơ những chứng cứ chứng minh Hồ Duy Hải không phạm tội giết người. Với việc làm này, cho dù tôi có cảm tình với các vị, tôi cũng phải đưa ra nhận định rằng đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mục đích mà ai cũng thấy là cố ý truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người không có tội. Kẻ sát nhân không phải là Hồ Duy Hải, vậy là đối tượng nào? Động cơ mục đích giết người của hắn là gì? Từ hiện trường và tử thi cho phép chúng ta suy đoán có thể hung thủ tìm cách tách chị Vân ra ngoài mua trái cây rồi giết chị Hồng. Chị Vân về đến thì bị giết luôn. Như tôi đã nói ở phần 2, hoặc hung thủ khống chế hai nạn nhân buộc giao nộp loại hàng hóa đặc biệt nào đó hay cung cấp mã số két sắt, khi đạt được mục đích, bọn chúng liền đập đầu chị Vân bất tỉnh. Chị Hồng thấy vậy liều chết phản kháng nên bị đánh, bị nhiều vết thương hơn và khu vực bếp đồ đạc văng tứ tung như vậy. Cho dù chúng ta có nhận định diễn biến vụ việc theo hướng nào đi nữa thì nó vẫn có điểm chung là: thứ nhất, bưu điện cầu voi rất kiên cố, cửa hai lớp, khi người bên trong đã đóng cửa thì bên ngoài không thể đột nhập. Như vậy hung thủ phải vào bên trong trước khi bưu điện đóng cửa hoặc là bọn chúng kêu cửa. Tình tiết này cho chúng ta mạnh dạn loại trừ hung thủ là một tên trộm cướp. Thứ hai, chị Hồng có chống cự tìm đường sống nên bị bọn chúng đập vào đầu hai cái từ phía sau và hai cái trực diện. Khi chị té vào trong cái hốc bếp ấy, hắn nhảy ngồi lên người chị bịt miệng, có thể đã bịt miệng chị trước đó và cắt cổ. Chị Hồng có phản kháng nên hung thủ phải lao theo và ngồi đè lên người chị nhằm đảm bảo chị không thể tiếp tục chống cự. Vết cắt từ trái sang phải vùng cổ chị Hồng cho thấy hắn sử dụng tay trái hoạt động mạng nạn nhân, còn chị Vân chết đập vào đỉnh đầu không mạnh. Ta có thể nhận định chị Vân chủ yếu sợ nên ngất xỉu. Bọn chúng khiêng chị để nằm lên đùi của chị Hồng. Khu ấy rất chật chội và nhiều máu của chị Hồng chảy ra nên hắn ngồi lên trên phía đầu cắt cổ từ trái sang phải, từ phải sang trái. Như vậy hắn tiếp tục sử dụng tay trái. Cái thớt tương đối to và nặng, hung thủ cầm thớt đập đầu vào đỉnh đầu của nạn nhân. Tôi loại trừ cái ghế vì nếu dùng ghế chắc chắn nó sẽ bị cong và móp méo, chứng tỏ hắn cao hơn nạn nhân và bàn tay rất khỏe mới cầm được đánh một lực mạnh như vậy. Thứ ba, về động cơ mục đích giết người, tôi không nghĩ là những kẻ ngáo đá hay do ghen tuông, vì những kẻ như vậy thường hành động do bản năng, do bộc phát nhất thời nên chắc chắn sẽ đánh chém điên cuồng, loạn xạ, đặc biệt do ghen tuông, lúc đó hung thủ sẽ rất lồng lộn, hắn sẽ có hành động đại loại như cấu xé nạn nhân. Hiện trường sẽ có nhiều dấu chân, dấu tay và nạn nhân sẽ thương tích đầy người. Nhưng vụ án này như chúng ta thấy hiện trường rất sạch sẽ, nạn nhân bị giết bởi một cách thức như nhau, rất chuyên nghiệp. Vì vậy tôi loại trừ hai đối tượng này. Thứ tư, chị Vân nằm dang hai chân ra giống như người phụ khiêng hai chân bỏ xuống nền nhà. Khu vực cầu thang có một cái tách nhỏ, có dấu vết có hơn hai người vừa ăn tối. Con gái thường sợ mập và bị mụn nên việc ăn tối mì bún này có khả năng rất lớn là hung thủ. Có sẵn cái ghế và tờ báo thể thao gần đó cho thấy có từ hai người ngồi trong khu vực bếp cầu thang trước khi giết chị Hồng. Như đã nói, hiện trường bị mất một đôi giày nữ nên chúng ta không được loại trừ trong nhóm có một phụ nữ. Từ nhận định này, tôi cho rằng động cơ mục đích giết người
là nhằm diệt khẩu. Tại sao phải diệt hai cô gái? Muốn làm rõ vấn đề này phải điều tra toàn diện, phải kiểm tra sổ sách hàng hóa của bưu điện. Hung thủ có dấu hiệu mở két sắt, nói chỉ mất tài sản nhỏ không có gì quan trọng là khó chấp nhận. Kiểm tra lại tất cả các mối quan hệ của hai cô gái xấu số và nhật ký điện thoại của họ, kiểm tra tầng trên lầu của bưu điện và yêu cầu cơ quan điều tra Long An giao ra vật chứng gồm con dao, cái thớt và cái ghế, tờ báo và những thứ khác. Theo kinh nghiệm, tôi nghĩ họ chắc chắn có thu giữ những thứ ấy. Con dao và cái thớt mà người dọn dẹp bưu điện đốt bỏ là cái ghế trả lại cho bưu điện Cầu Voi, có thể là đồ thay thế. Hiện có nhiều giả thuyết, có người nghi ngờ do người nước ngoài làm vì hai cô gái có sai sót nghiêm trọng hoặc vô tình phát hiện bí mật của bọn chúng. Cũng có giả thuyết hai cô gái bị đường dây buôn bán hàng hóa bất hợp pháp thủ tiêu. Có người còn cho rằng hai cô gái bị một phu nhân nào đó thuê sát thủ khử, trừ khử. Từ những giả thuyết này, những ai quan tâm đến vụ án đều có chung câu hỏi. Tại sao người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở tỉnh Long An lại làm sai lệch hồ sơ vụ án? Mục đích thật sự là gì? Trách nhiệm giải tỏa những nghi ngờ này của dư luận, tôi nghĩ không phải của ngoài khác ngoài cơ quan Bộ Công an. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.